cực quá à. Em bị áp lực về thời gian quá. Em biết tiền đang rớt, em sợ quá chị Hương ơi. Chào đón bà con cô bác đã quay lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Và bây giờ sẽ là khách mời cuối cùng của ngày hôm nay, diễn viên Nam Thư. Mời cô bấm chọn thử thách. Thử thách dành cho Nam Thư là người chơi phải di chuyển đến vườn hoa thành phố Đà Lạt dễ qua mương ngay sát cái bên luôn để thực hiện thử thách liên quan đến sự khéo léo. Thư ơi, người chơi dùng cần câu để câu 6 cái chai. Sau khi câu được 6 cái chai, người chơi sẽ nhận được 6 chiếc chìa khóa. Câu 6 cái chai, lấy 6 chiếc chìa khóa. Rồi câu đi, lấy 6 chiếc khóa, đứng xuống. Cái này nếu mà cái tay không vững á quý vị, là nó sẽ rung tay. Rung tay thì mình rất là khó để có thể cho vào được cái cổ chai đó. Một chai. Một chai rồi, quý vị ơi. Từ từ, bình tĩnh Thư, bình tĩnh Thư, nó phải ngang. Ê, đừng có lấy ra nha, nó phải ngang nha Thư. Từ từ nha Thư. Rồi sao có chìa khóa đâu, để sẵn sàng cho tụi đó. Đúng rồi, lên nhẹ Thư ơi. Thư lên nhẹ, từ từ Thư. Thư ơi, lên nhẹ, đúng rồi, nhấc lên được là được. 6 chai. Yeah, 6 chai, hay quá, được 6 chai rồi. Chị ơi, thử thách tiếp theo nè. Người chơi di chuyển về sân khấu chính của vườn hoa để thực hiện thử thách tiếp theo. Rồi, nghe rồi, nghe rồi. Chị em đây, ai biết sân khấu chính ở đâu? Đây rồi, xuống bậc tăng cấp. Thấy chưa? Thấy rồi. Vậy thì bây giờ nghe thử thách tiếp theo nè chị ơi. Dùng 6 chìa khóa mở 6 sợi xích và sắp xếp lại các phao theo màu chính xác. Ok, mở chìa khóa, 6 cái sợi xích ra. Chìa khóa mở phụ. Thấy vất vả lắm đấy, vì ủng hộ, giúp đỡ những người khó khăn. Đó là tình thương như vậy. Dạ, dạ, cảm ơn anh đã ghi nhận cái và cái sự nhiệt tình của các khách mời của chúng em nha. Bây giờ mọi người nhìn thấy là chúng ta có rất là nhiều những cái chồng phao, 6 cái chồng phao mà mỗi cái phao nó có nhiều màu khác nhau. Không phải chị nói. Xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, hồng nữa quý vị. Đủ màu, đúng không ạ? Bây giờ phải mở, dùng 6 cái chìa khóa đó mở 6 cái ống khóa ra, mở sợi xích ra, sau đó xếp thành 6 cái chồng phao. Ok. Ủa sao cái ổ này không được? Chuyển là chuyển sao? Chuyển đầu bò màu cho giống nhau. Xếp màu đi Thư, xếp màu đi. Đỏ đỏ đỏ, vàng đi vàng Thư ơi. Tranh thủ xếp đi Thư ơi. Màu xanh ra màu xanh, đỏ đỏ, đỏ. Đúng rồi Thư ơi. Xếp những cái phao màu xanh. Chị Hương hỗ trợ là Nam Thư rất là nhiệt tình luôn. Còn một cái màu xanh nữa kìa chị Hương ơi. Rồi sau đó tới màu đỏ đi Hương ơi. Bỏ ra hết ngoài, bỏ ra ngoài hết đi. Trời ơi, bỏ ra ngoài hết đi. Một cái nó không bao giờ kịp đâu. Ê, dính cái màu hồng kìa chị Hương ơi. Dính một cái màu hồng trong đó kìa. Đó, à, Nam Thư đang xếp vào cái cột bên kia. Xếp màu đỏ. Ừ.
ví dụ cái cột màu đỏ thì phải là cái thang màu đỏ, chứ không phải là muốn bỏ cột nào thì bỏ. Thôi con bấm giùm cho 8521 xác nhận 14.626.712 đồng. Yeah. 14.626.712 đồng. Chúc mừng gia đình cô Thành.